Chào có sếp, Nhi Đồng Thối Tài đã quay trở lại. Có lẽ là chưa bao giờ khán giả Việt Nam lại được nghe nhiều nhạc đến như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, người người nhà nhà ra sản phẩm mới. Thậm chí có những người ra cả 20 bài một lúc cho khán giả nghe trống vã. Giữa một rừng âm thanh như vậy thì đâu là những sản phẩm chất lượng nhất, sản phẩm nào gây thất vọng cho người nghe? Thì trong số Nhi Đồng Thối News ngày hôm nay, đội ngũ Nhi Đồng Thối Tài sẽ điểm qua một vài sản phẩm âm nhạc đáng chú ý ngay sau đây. Đáng chú ý nhất tuần vừa rồi thì chắc chắn là hai cái tên Obito và Hiếu Thứ Hai. Trong đó chủ đề được bàn tán nhiều nhất là Obito với album comeback mang tên Đánh Đổi. Biến mất một khoảng thời gian dài sau Rap Việt mùa 2, nhiều người hâm mộ suýt chút nữa đã quên mất Obito là ai, nhiều khi còn tưởng là chàng rapper này định bỏ rap để chuyển qua CS:GO làm streamer luôn. Cái đây mà bắn chết mẹ em đi con chó. Kìa quá rồi. Thế nhưng hóa ra sự im ắng đó chỉ là một sự bình yên nhẹ trước khi cơn giông kéo tới. Tối ngày Shopee Sale mùng 10 tháng 10, khi mọi người đang ăn mừng kỷ niệm 1013 năm Thăng Long Hà Nội, thì đột nhiên một cơn bão mang tên Đánh Đổi ập xuống, đem theo 20 contract càn quét khắp nền tảng mạng xã hội Việt Nam. Rất nhanh chóng đạt được cả 100.000 lượt nghe chỉ sau vài tiếng lên sóng. Rất nhiều lời khen có cánh đã được tung ra, người người nhà nhà bày tỏ sự ngạc nhiên và thán phục. Thậm chí có nhiều khán giả còn phong luôn cho siêu phẩm này là album của năm. Về vấn đề này thì Nhi Đồng Thối Tài đã có hẳn một video phân tích kỹ càng toàn bộ album. Nếu các bạn chưa xem thì có thể pause video này lại nghe qua nghe thử. Còn nếu đã xem rồi thì ngay bây giờ hãy cùng trả lời một câu hỏi là tại sao album này lại thành công đến vậy? Trước hết thì có một yếu tố cực kỳ quan trọng phải nhắc đến là thời điểm. Album lần này được ra mắt đúng vào tháng 10, aka tháng văn nghệ của nhạc Việt. Hàng loạt nghệ sĩ lớn ra mắt sản phẩm mới, kéo theo rất nhiều sự quan tâm của những khán giả nghe nhạc. Rõ ràng là trong một không khí tưng bừng như vậy thì bất kỳ ai ra nhạc cũng sẽ đều được cộng đồng chú ý. Câu hỏi chung của tất cả là không phải là hôm nay ăn gì, mà là ai sẽ ra nhạc tiếp theo. Đối với Obito thì đây là lần trở lại chính thức đầu tiên kể từ khi Rap Việt mùa 2 kết thúc. Rất nhiều kỳ vọng đã được đặt ra, đặc biệt là khi khán giả được biết là album sẽ có tới tận 20 bài và nhận được rất nhiều lời khen từ các vị tiền bối nổi tiếng như là anh Bose hay là anh T. Vậy nên là cũng không quá khó hiểu khi mà vừa mới ra mắt, album đã thu hút được rất nhiều sự tò mò của người nghe. Yếu tố thứ hai dẫn đến cái sự thành công này là chủ đề và nội dung. Nếu mà đem so sánh với các album nổi bật trong năm vừa qua thì rõ ràng Đánh Đổi là một album có chủ đề và câu chuyện rõ ràng nhất. Với lần trở lại này, Obito đã lựa chọn kể một câu chuyện mang tính cá nhân cực kỳ cao, kể lại toàn bộ cuộc đời từ lúc chưa trưởng thành cho tới những vấp ngã bước ngoặt. Đây là một chủ đề không quá mới nhưng mà nó khác biệt so với phần đông các sản phẩm hiện tại. Nó gai góc, đen tối và u ám, khác hẳn với những sản phẩm mang tính chữa lành dạo gần đây. Ở album lần này thì người nghe được thấy một Obito hoàn toàn khác, không còn là một chàng rapper điển trai cute công tử bột, mà thay vào đó là một Obito đầy những vết sẹo trong tâm hồn, nhiều góc khuất, nhiều trăn trở, đầy đau thương. Riêng điều này thôi cũng đã khiến khán giả thích thú hơn với album rồi. Và cái yếu tố cuối cùng làm nên thành công của Đánh Đổi có lẽ là phần âm nhạc. Thay vì chạy theo melodic hay là pha trộn R&B như nhiều rapper khác ở thời điểm hiện tại thì Obito lại chọn một lối đi cũ hơn nhưng đầy hiệu quả là những type beat đậm chất hip hop, old school boom bap và đặc biệt nhất sử dụng hiệu quả rất nhiều sample tạo âm hưởng quốc tế rất bắt tai. Về phần này thì chắc chắn là phải dành thêm lời khen cho cả Shiki, người bạn tri kỷ của Obito từ hồi bé. Có lẽ là do chơi với nhau quá lâu rồi, trải qua cùng với nhau quá nhiều chuyện nên là Shiki đã làm ra được những con beat phải nói là không thể hoàn hảo hơn dành cho Obito. Theo chúng tôi thì đó là những lý do mà album này thành công. Các sếp muốn bổ sung thêm ý kiến gì hay là bảo album này không hay hay là có bình luận gì thì hãy comment bên dưới. Tiếp theo thì hãy nói câu chuyện là cái sự thành công của album này có ý nghĩa thế nào ở thời điểm hiện tại. Sự thành công của Đánh Đổi rõ ràng cho thấy một thực tế là không nhất thiết phải đi theo xu hướng và thị hiếu thì rapper mới có thể thành công. Công chúng đã sẵn sàng đón nhận những sản phẩm mới lạ, đột phá và táo bạo. Miễn đó là những sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, được khai thác sâu thì chắc chắn sẽ được đón nhận rộng rãi. Tiện nhắc đến đột phá và táo bạo thì không thể không kể đến album mới nhất của Hiếu Thứ Hai mang tên Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Với tổng cộng 14 track thì Hiếu Thứ Hai đã cho khán giả thấy hai bản thể tách biệt của mình gồm Hiếu Thứ Tha và Hiếu Thú Dữ. Với những bài nhạc theme chủ đạo màu nóng thì người nghe sẽ thấy một Hiếu Thứ Hai gai góc, cá tính và thậm chí là có một chút cao ngạo. Đặc điểm nhận diện của nhân cách Hiếu Thú Dữ này là mày tao rất nhiều,
liên tục kể về thành công, danh vọng, cười vào mặt hater rồi khoe tiền, công thức chung của các rapper bây giờ. Đặc biệt là để tăng thêm phần gắt gỏng và máu lửa thì Hiếu thứ hai còn thêm sự hỗ trợ từ hai con mãnh thú B-Ray và Tej trong bài Không Phải Gu. Nói chung là anti fan mà bị bộ ba này diss thì đúng mà đen. Những bài nhạc mà tôi thích nhất ở bản thể này là Giờ Thì Ai Cười, Không Phải Gu và track chủ đề Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Ở những bài nhạc này thì tôi thấy Hiếu vừa chiến vừa là nhạc catchy. Còn các sếp thì sao? Hãy comment bên dưới. Trái ngược với cái sự máu chó kể trên thì Hiếu Thứ Tha lại là một dạng năng lượng nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Đây là một nhân cách phổ biến của Hiếu dạo gần đây trong mấy track như kiểu là Ngủ Một Mình hay là Không Thể Say. Thường thì ở bản thể này Hiếu sẽ rap về tình yêu hoặc là tự sự với những câu chuyện thật mà anh đã trải qua. Theo đánh giá của nhiều khán giả thì giọng của Hiếu Thứ Hai hợp kiểu hiền lành ngọt ngào như này hơn, còn kiểu chiến kia thì chưa tới lắm. Sau lần đầu nghe thì có hai bài làm tôi ấn tượng nhất trong bản thể này là No Love No Life và Exit Sign feat với lại Mazut. Khoảnh khắc mà giọng của Mazut cất lên thì cũng là lúc mà mọi tế bào trong tôi đạt đến cực khoái. Đây là câu của anh Xá viết không phải tôi. Ấn một để trừ nửa lương anh Xá. Với No Love No Life thì đây là một bản remake nhẹ ca khúc huyền thoại của nhóm nhạc 365 ngày xưa. Và đặc biệt hơn, đây còn là ca khúc mang đậm tâm tư thầm kín của chàng rapper này. Tất cả những lời nhạc Hiếu gửi gắm đều là để dành tặng cho một người con gái đặc biệt mà ai cũng biết là ai. Sự chân thành và tinh tế này đã khiến cho nam rapper nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Khả năng cao là bài này sẽ nằm trong top những bài được replay nhiều nhất trong album lần này. Đó là sơ qua cảm nhận ban đầu về album mới của Hiếu Thứ Hai. Để phân tích kỹ hơn thì Nhi Đồng Thối Tai sẽ có riêng một clip review lên sóng trong thời gian tới. Anh em có thể chờ đón xem. Túm lại thì tôi chấm album này 8 điểm, trừ 1 điểm tại vì là đẹp dài hơn anh em tôi. Hiếu lần sau là chú ý nhá. Hơi đẹp dài quá đấy. Một gương mặt Gen Z khác cũng khá nổi bật trong danh sách ngày hôm nay là Mỹ Anh với sự trở lại mang tên chẳng thể né tránh. Và để ăn mừng điều này thì Mỹ Anh đã tổ chức mini show đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Đội ngũ Nhị Điểm Thổi Tài cũng đã vinh dự được mời đến và thưởng thức rất nhiều các tiết mục đặc sắc. Thứ hai mang tiếng là buổi mini show của Mỹ Anh nhưng mà hóa ra lại là buổi tụ tập gia đình. Trong ban nhạc hỗ trợ Mỹ Anh thì có sự góp mặt của ông Bo aka nhạc sĩ Anh Quân, anh rể Eric và đặc biệt là diva Mỹ Linh, mẹ ruột của cô nàng. Tại buổi biểu diễn thì hai mẹ con đã có một màn song ca vô cùng đáng nhớ với bản hit Real Love. Dù song ca với một trong những diva hàng đầu Việt Nam nhưng Mỹ Anh không hề tỏ ra kém cạnh và thể hiện rõ sự tiến bộ trong giọng hát và phong thái trình diễn. Khuyên thật là các sếp nên nghe thử bài mới của Mỹ Anh, đảm bảo không thất vọng. Và đó là những sản phẩm mà theo chúng tôi là đáng chú ý nhất tuần qua. Bên cạnh đó thì một vài bài nhạc khác các sếp cũng nên nghe thử như là EP mới nhất của Lily mang tên Lovely. EP này siêu tình cảm, nhạc hay, Lily rất xinh. Hay là Tokyo Cypher của Tiff xích với lại BRT và Lil Win là một trong những bài nhạc rất năng lượng và khác biệt, phù hợp để nghe giải ngấy nếu muốn tìm đến sự thảnh thơi và thư giãn. Ok, và đó là những nhạc mới. Bây giờ thì hãy cùng điểm qua những sự kiện âm nhạc nổi bật đã và đang sẽ diễn ra trong thời gian tới. Hà Nội vừa chuyển thu và đó cũng là lúc gió mùa về. Monsoon 2023 chính thức khai hội vào ngày 14 tháng 10 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự góp mặt của 6 cái tên vừa lạ vừa quen, bao gồm những ông chú vui tính Galaxy Express đến từ Hàn Quốc, ban nhạc vui nhộn Club Mile đến từ Singapore, hiện tượng indie The Cassette, thiên thần gốc Việt Dolly Avenue, những chú mèo lạc và kết thúc đầy bùng nổ với pháo. Đêm nhạc hội kéo dài 7 tiếng đồng hồ đã đem đến cho khán giả thủ đô rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy không phải là những tên tuổi lớn được biết đến rộng rãi, nhưng những màu sắc âm nhạc lại là những làn gió mới, giúp khán giả có những trải nghiệm mới mẻ và biết thêm nhiều màu sắc âm nhạc mới. Sau đêm khai hội thì nhiều khán giả chắc chắn đã có thêm một vài bài nhạc bổ sung vào playlist của mình. Cực kỳ recommend cho các sếp Dolly Avenue, nhạc siêu hay, hình như là cũng mới ra album thì phải. Các sếp thích thú thì có thể check thử. Cũng nằm trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc của Monsoon thì tại Nghìn Chín cũng có 3 đêm âm nhạc điện tử cực kỳ cháy nổ với sự tham gia của Rome in Reverse vào ngày 17 tháng 10, anh Sinh Sô ngày 18 tháng 10 và Omnian vào ngày 20 tháng 10. Tất cả đều là những cá nhân xuất chúng, sở hữu những màu nhạc đặc biệt, chắc chắn phải nghe thử một lần. Nhi Đồng Thối Tai cũng đã có một vé giveaway dành cho các vua và hoàng hậu. Nếu mà đi về thấy hay thì nhớ để lại cảm nhận trong group. Còn nếu mà các sếp không quá quan tâm đến những sự kiện kể trên thì vẫn có một vài lựa chọn khác đỉnh không kém. Đó là đêm diễn của Hiếu Thứ Hai và Hurricane tại Nghìn Chín vào ngày 21 tới đây. Nghe nói thì đây sẽ là lần đầu tiên Hiếu trình diễn toàn bộ album mới nhất của mình.
chắc chắn hôm đó sẽ rất bùng nổ và Nhi Đồng Tối Tài cũng sẽ có mặt quẩy cùng anh em cho vui. Chưa hết thì cuối tháng này anh em hip hop sẽ còn một niềm vui khác là 1001 show diễn ra vào ngày 28 tháng 10 với sự góp mặt của nhiều rapper hạng A như là 24K Ride, Melodic, 16 Chief, Lil Win, Tech hay là Cozy. Nhìn qua lineup thôi là thấy cháy hết mình rồi. Chiếc show này sẽ được tổ chức tại số 1 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh em tranh thủ mua vé nhanh không kẻo hết. Và tin tức về show này cũng đã giúp chúng tôi kết thúc Nhi Đồng Tối News ngày hôm nay. Tôi là Vui Vẻ, cảm ơn các sếp đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe Nhi Đồng Tối Tai để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cùng với đó là hãy vào group cũng như là like fanpage của chúng tôi trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại.